Trên đời này đó, đa số vì không có trí tuệ cho nên chúng ta làm những cái chuyện vô ích. Chúng ta có những cái động tác thừa quá nhiều đi. Từ cái chỗ đó đó mà cái công đức không sanh, mà cái nghiệp lại sanh ra. Cho nên Đức Đạt Lai Ma Ngài nói thế này nè. Ngài nói trong đời của mình á, trong đời của mình á, là mình dành ra phân nửa cuộc đời đó để ăn và ngủ, phải không? Quý vị nghĩ xem phải vậy không? Tức từ khi mình sanh ra tới khi mình chết đó, cái thời gian mà mình dùng nhiều nhất là ăn và ngủ nè. Ta nói ăn và ngủ là chiếm hết phân nửa rồi. Rồi trong phân nửa này còn lại đó, quý vị dành gì? Thế là có người đó, trong phân nửa còn lại mình dành phân nửa của phân nửa này đó để vui chơi, phải không? Vui chơi. Mình còn có một phần tư. Thành có phần tư. Thế nên thầy nói đó, trên bước đường tu thầy trải nghiệm thầy thấy đó là cái trường hợp trong một ngày 24 tiếng đồng hồ này, mình kiểm tra lại mình thấy xem rồi. Thế nên cái người mà nói là tu nhiều nhất á, thì cho họ giỏi lắm đó, thì sáng họ thức dậy họ tụng kinh, phải không? Trưa họ tụng kinh và tối họ tụng kinh, một ngày ba thời là nhiều rồi, phải không? Thế nên có người hơn đó bước nữa đó, gọi là sáu thời, một ngày tụng kinh được sáu thời. Ngày tụng kinh được sáu thời đó, thì như vậy đó, sáu thời thì mỗi một thời chúng tính bao nhiêu, tức là cho một tiếng đi, thì một ngày đó là chúng ta mới có 6 tiếng à, 6 tiếng hồi. Mà trong một ngày đó 24 tiếng phải không? Mà chúng ta mới tối đa như vậy đó, chúng ta mới có 6 tiếng, mới được 1 phần 3 phải không? Kiểm lại chúng ta thấy, tức là chỉ có 1 phần 3 thôi, còn lại 2 phần 3 đó thì chúng ta không tu. Cho nên cái không tu nhiều hơn và cái tu của mình quá ít so với một đời người. Nhưng mà nói trong một đời người đó, thì cái trường hợp này đó, cái khoảng thời gian trước khi chúng ta biết đạo, cái này ta có tu đâu. Và cái khi chúng ta lớn tuổi một chút rồi đó, thì nếu không may mắn mà ốm đau bệnh hoạn, ta tu được không? Cho nên cái khoảng thời gian này chúng ta mất nhiều lắm. Thì xét trở lại đó, cái chuyện tu chúng ta không được nhiều. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta tu đó, thì cái trường hợp này thầy áp dụng cái là tu 24/24 này, phải không? Đấy, cố gắng thực tập cái này. Làm sao cái thời gian tu chúng ta nó nhiều hơn cái thời gian lãng phí. Rồi tới cuối cùng toàn bộ thời gian chúng ta dành cho vấn đề tu hết, thì cái này công đức sanh ra nhanh. Cho nên người ta nói là tu thì thôi cứ tụng kinh không, phải không? Mà ngồi tụng kinh không thì không làm được việc gì hết, thì hỏng. Cái này cũng vô ích đi. Cho nên lúc bây giờ này, chúng ta tập, tập làm sao mà tu ở trong công việc của mình ấy, cái người tu theo Kinh Pháp Hoa này. Tức là tu trong công việc của mình ấy, mình không lãng phí thì giờ. Vì vậy đó, mà khi làm việc ấy, thì ở trong lòng mình vẫn nghĩ tới Phật và mình nghĩ tới kinh. Cho nên như cái kinh Bổn Môn này quý vị dễ học thuộc lòng lắm. Mà học thuộc lòng rồi đó thì ở đâu chúng ta tụng được hết. Ta không cần trước mặt Phật, tại người tu theo Kinh Pháp Hoa Đức Phật đó là không cần phải ở trước mặt Phật, mà ở trước bất cứ chỗ nào mà tâm chúng ta đó đọc kinh. Cái này đọc kinh bằng tâm chứ không phải đọc kinh bằng miệng, phải không? Thành họ thấy mình ngồi yên đó, nhưng mà trong lòng mình á, vẫn nhớ từng câu từng chữ của kinh. Ở trong lòng mình á, vẫn in được cái hình ảnh của Đức Phật. Đây là cái quan trọng nhất trên bước đường tu. Ở bất cứ chỗ nào thì ở trong lòng mình cũng vẫn nghĩ cái này. Cái này rất là có lợi. Kinh nghiệm thầy tu thầy thấy này rất là. Nếu trong lòng mình nghĩ tới Phật, ở trong lòng mình đang tụng kinh á, thì mọi người ở ngoài họ nhìn vô họ thấy mình á, họ dễ mến lắm. Tại vì kinh nó đã hiện ra, Phật đã hiện ra.
Còn nếu mà trong lòng mình nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện khác đó, nếu mình nghĩ cái gì đó thì cái tướng ngoài nó hiện ra vậy. Trong lòng mình đang nghĩ tới cái vấn đề giàu nghèo, vấn đề làm ăn, vấn đề này vấn đề nọ đó, thì nó hiện ra cái tướng, tướng mặt của mình đó, như cái lòng của mình nghĩ vậy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình nghĩ tới Phật nhiều thì lúc bây giờ cái tướng mình hiện ra cái tướng Phật. Cho nên mình nghĩ tới kinh nhiều thì kinh nó là thánh thiện, cho nên hiện ra cái tướng hiền lành. Cho nên cái người mà tụng kinh mà hiện ra tướng giống Phật, hiện ra cái tướng hiền lành, thì cái này là người trì kinh này. Tức là trên bước đường tu của chúng ta đó. Rồi như vậy đó, thì trong lúc đó mình thức như thế này đó thì mình cũng tụng kinh. Nhưng mà bây giờ đó mình nằm mình ngủ rồi đó, thì ở trong tâm mình vẫn tụng kinh. Tại vì kinh mà đem được vô trong tâm rồi, Phật đem vào trong tâm rồi đó, thì tự nhiên tâm chúng ta tụng. Nếu mà quý vị thực tập tới cái này đó, thực tập tới cái chỗ mà tâm chúng ta biết tu rồi đó, thì gần như là chúng ta không thích cái gì bên ngoài nữa. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới nói với ta làm sao? Tức là chúng ta đó, mà đạt tới chỗ này đó, thì chúng ta không còn thích cái cơm ăn, chỗ nghỉ, và cũng không bị tâm độc làm phiền. Tâm độc này là tham, giận và si mê, tức là lầm lạc. Thế như vậy đó là chúng ta thấy sáng ra rồi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nếu mà tâm chúng ta đó, khi thức cũng vậy mà khi ngủ cũng vậy. Cho nên mọi người không thấy chúng ta tu, nhưng mà chính trong lúc đó mới thực tu. Đây là trên cái bước đường tu là tâm. Cho nên tâm, cho nên từ cái chỗ này đó mà gọi là tâm họ là thiền. Tâm họ lúc bây giờ là thiền. Và thân của họ đó thì giống Phật. Còn cái lời nói của họ đó là luôn luôn chân thật. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đạt được ba cái này. Tâm là thiền, thân là Phật, lời nói của chúng ta đó là chân thật, tức là pháp. Ba cái này hiện ra đó, thì cái này người ta gọi là tu theo pháp hoa. Ta nên tu pháp hoa được. Cho nên lúc đó đó mà tâm chúng ta chưa yên tĩnh, tức là chưa phải là thiền, chưa phải là sáng, mà ta thích nói nữa, là phần nhiều chúng ta nói những cái lời sai nhiều hơn. Sai cái này là gì? Ta đã có thể đúng với kinh, nhưng mà sai ở đối tượng. Cho nên bảo là đi kiên giải nghĩa thì Phật quan tam thế này. Tức là giải thích kinh đúng như vậy đó thì tội cho các đức Phật. Tại vì đức Phật có sao? Thế nên Ngài nói cho vua khác, nhưng mà nói cho dân khác, nói cho thợ thuyền công nhân khác. Thế nên mình lấy cái này đem đặt chỗ kia, nó không đúng đối tượng, thì cái trường hợp này không có kết quả. Cho nên sai. Tức là mình học kinh, mình thuộc kinh, mình nói kinh, nhưng mà cái này không được. Tức là phải nói đúng đối tượng thì lúc bây giờ có trí tuệ. Tức là tâm thiền. Cho nên thiền này có nghĩa là gì? Tức là tâm chúng ta yên tĩnh và trí chúng ta sáng suốt thì gọi nó là thiền. Chứ không phải thiền là cái trường hợp mà ngồi như khúc cây, khúc gỗ đó, thì cái trường hợp này ta nói là thiền, cái này không đúng. Cho nên cái chỗ này khi mà chúng ta tu đó, Đức Phật phân chúng ta thấy rõ, gọi là vô lượng nghĩa xứ định. Thấy không? Vô lượng nghĩa xứ định. Thì cái chỗ này sao? Như vậy đó, chúng ta biết nó có nhiều cái định khác nhau. Thế nên trong Đạo Phật chúng ta nó có hai cái định mà chúng ta thường hay thực tập gì? Tức là thực tập cái diệt tận định. Cái diệt tận định này nhiều người thực tập. Đây thực tập cái diệt tận định này đó, nó phát xuất từ cái pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta ban đầu á. Là bây giờ nó tu cái tứ niệm xứ quán này, tức là nhập vô cái định này nè. Nhập cái định này nó gọi là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã này. Tức là trụ vô trong cái chỗ này đó thì tới cuối cùng người ta buông hết.
Hay là cái thứ hai mà ta thường hay dùng đó là gì? Thế nên cái thứ hai mà chúng ta thường dùng nữa đó là cái trường hợp đó đó, tức là Bồ Tát và vô nguyện. Bồ Tát và vô nguyện, ta không muốn cái gì hết, ta không làm cái gì hết, vì ta biết tất cả đó rồi cũng hoàn không hết, cho nên đối với ta là không. Cho nên trụ vào trong cái pháp không này đó, thì chúng ta đó, trở thành gỗ đá mất. Phần nhiều ở chúng ta tu, chúng ta hay trụ này. Thầy có một cái người bạn đồng tu, mà cái ông này đó là chấp vô cái pháp này. Tức là 50 năm sau thầy gặp lại ông ấy, ông cũng nói với thầy nữa, ông nói là Đức Phật dạy phải trụ vô trong cái pháp quán này, cho nên tôi luôn luôn cứ trụ trong cái này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trụ trong cái này đó thì mình thấy yên, thấy không? Tức là tất cả mình thấy là không hết, mà mình không ham muốn cái gì hết đó. Không ham muốn gì nữa hết, không làm cái gì nữa hết đó. Thì quý vị thấy sướng không? Mà tu được cái này cũng sướng rồi. Nhưng mà sướng ở chỗ này nó trở thành vô dụng đây. Cái người mà lo làm ăn sinh sống, làm cực khổ nhiều quá thì cái này đó cũng không tốt. Nhưng mà bây giờ ngồi không đây, không làm gì hết đó, thì cái này cũng không tốt. Tức là ở hai cực đoan này. Cho nên chỗ này đó, người ta gọi là tu là trở thành vô dụng, phải không? Ta nói người tu là trở thành vô dụng, cái người tu trở thành lãng phí là cái phạm vô chánh niệm. Cho nên bây giờ Đức Phật dạy mình theo pháp hóa là khác. Cái gì đáng làm thì chúng ta làm, cái gì không đáng làm thì chúng ta không làm. Cái người nào nên gặp thì chúng ta gặp, và cái người nào nên tránh thì ta tránh. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhé. Cái người này nó không nên gặp, mà ta gặp thì tự trút quả vào thân này. Cái việc này đó không nên làm, mà chúng ta làm đó, thì cái này có tốt đâu. Cho nên bây giờ chúng ta đem cố bố thí cho một cái ông tu sĩ giả, thì ta mong được phước được không? Để ông này tiếp tục hành nghề này phải không? Để trong xã hội chúng ta tràn lan cái hình thức này này, khổ không? Hay là ta bố thí cho một người ăn mày đi, ta nếu người này họ thấy làm cái nghề này bộ khá hơn, cho nên họ không làm gì hết, họ chỉ đi xin thôi, phải không? Rồi đó, muốn xin mà được nhiều tiền thì lúc bây giờ phải giả dạng ra làm sao mà cho khổ sở, thấy cho họ khổ sở nhiều chừng nào đó thì người ta thương, người ta cho nhiều hơn. Thế nên có nhiều Phật tử đó thấy như vậy tội nghiệp quá, thương cho xong rồi đó, sau này gặp lại nó chỗ khác, trong hoàn cảnh khác, thấy nó không phải khổ như cái lúc mà mình thấy, thì bực tức nó, thôi tôi không có bố thí nữa đâu, không cho nữa, cái này sai. Ta nên nhìn thấy cái anh này mình biết anh giả thì thôi, mình tránh anh đi, mình đi, phải không? Thấy cái anh này nó khổ thiệt thì anh này mình cho. Ta nên mình cho nó những cái của không đáng, nhưng mà mình cho nó thì cái trường hợp này nó người ta mang ơn mình thôi. Thầy nhớ có một bà già nào đó mà tụng kinh Pháp Hoa ở trên chùa Vạn Đức, thấy một cái anh thất nghiệp, đói mấy ngày không có gì ăn hết, mặt mày thất thiểu như vậy đó, thì bây giờ thấy người ta tụng kinh anh cũng vô anh tụng kinh. Thế nên tụng kinh xong rồi đó thì cái trường hợp mấy người khác có thức ăn, còn ảnh thì không có gì ăn hết. Bà già này thấy tội nghiệp đó, mới bẻ ổ bánh mì ra chia cho anh phân nửa thôi, mà nửa ổ bánh mì này mà bố thí được rồi, anh biết đạo được, anh gặp Hòa Thượng Trí Tịnh rồi, anh quy y, anh tu hành đó, sau này anh phục hồi được cái phước anh lớn, anh giàu có quá. Cho nên khi anh gặp thầy anh nói là con nhờ kinh Pháp Hoa mà con được ngày nay. Thành ra từ một người hai bàn tay trắng mà trở thành tỷ phú đây, đây là sự thật ở trong cuộc sống. Thầy nói cái bà này chỉ bố thí có nửa ổ mì, phải không? Không được ổ, nửa ổ thôi, nhưng mà phước cái bà này lớn lắm.
Cho nên từ cái chỗ này cái sự nghiệp bà này nó cũng phát lên. Sự nghiệp của bà này nó phát lên, con cháu bà cũng ăn nên làm ra. Là từ cái chỗ mà bố thí trúng này nè. Đó là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó, khi mà mình tu ở ngoài thì làm đủ thứ hết đó, rồi thấy không được gì hết. Thôi bây giờ tu rồi đó, Bồ Tát không làm gì hết nữa. Tôi không còn muốn làm cái gì nữa hết nữa. Như vậy trở thành gỗ đá mất đi. Hai thái cực là điều sai hết. Cho nên lúc bây giờ ở đây đó, chúng ta nhập cái định vô lượng nghĩa xứ này, nhập cái định vô lượng nghĩa xứ, tức là nhập định. Cho nên đó, cái khi mà chúng ta tu á, là cái điều căn bản nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, gọi là thấy qua mạng Đà La và thấy qua mạng Thù Sa. Hai cái này quan trọng nhất này. Tu phải đặt cho nên. Qua mạng Đà La là gì? Cho nên chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta nghe Pháp mà chúng ta thấy vui trong lòng. Cái vui này nữa là vui với kinh kệ nữa. Cái vui với tu hành nữa. Cho nên cái người mà khi nhận ra được cái này rồi đó, họ nói một câu rất là dễ thương: ngày tháng ta thông dung vui với đạo, còn lợi danh tình ái mặc cho người ham. Đây anh này sợ rồi, sợ cuộc đời rồi. Cho nên bây giờ thì anh này vui với đạo này, tức là vui với kinh kệ này. Thế nên mình tụng kinh mà mình thấy vui, mình lại Phật, mình thấy vui, mình đi chùa, mình thấy vui nữa. Cái này là quan trọng nhất, cái cánh cửa để mở ra cho chúng ta, để chúng ta tu đó. Cho nên có những người đó, họ tới cái chùa mình thì họ thấy anh đó, cái chùa mình vắng vẻ quá, buồn quá, phải không? Nhưng mà có người đó, họ có căn lành, họ tới đây họ nói cái cảnh thanh vắng quá, phải không? Thấy lòng mình yên tĩnh. Hai hạng này khác nhau. Thành ra tới đây thấy cái cảnh yên tĩnh, cho nên lòng mình vui, vui trong cái yên tĩnh này, vui với đạo nè. Còn nếu mà chúng ta vui ở bên ngoài nữa thì người ta bảo là vui trong tham dục. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Hai này khác. Sau cái vui này sẽ có cái khổ đi theo đó. Cái khổ đi theo sau cái vui này. Bất cứ một cái vui nào trên cuộc đời này nữa mà nằm trong cái tham dục này đều đưa tới khổ hết. Còn cái vui mà với đạo này đó thì cái vui trong lòng của mình. Cho nên cái này nó trở thành trường cửu. Cho nên nó có những người mà ta ở trong núi, trong rừng như vậy đó, ta sống một cái đời sống đơn giản như vậy mà ta thấy vui, ta sống được đó, là cái này nè, cái cánh cửa để ta vào đạo này. Tức là đầu tiên cái căn lành chúng ta làm cho chúng ta vui với đạo này. Từ cái chỗ vui với đạo này đó, chúng ta quên cái chuyện đời đi. Chúng ta không thích cái chuyện kia nữa. Ngài Vô Hiền nói là không thích việc đời, không thích cơm ăn và không thích chỗ ở, không thích sang trọng. Tại vì tất cả những cái đó là điều tổn phúc chúng ta hết. Tại cái hưởng thụ nào mà không phải tốn kém, phải không? Bất cứ một cái hưởng thụ nào, cái đó chúng ta phải trả giá hết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nó mới vui với đạo này. Từ cái chỗ vui với đạo này đó, thì bây giờ đó chúng ta mới không bị cái hoàn cảnh nó quấy đầy nữa. Đây quý vị ở trên cuộc đời này là cái gì? Chúng ta bị công ăn việc làm nó quấy đầy chúng ta. Từ cái chỗ công ăn việc làm này là vì cái nhu cầu chúng ta này là cơm ăn chỗ ở này, phải không? Thế nên cơm ăn và chỗ ở chúng ta hàng ngày này. Nhưng mà nếu chúng ta biết hạn chế một chút á, thì cái ăn chúng ta không nhiều lắm, và cái ở chúng ta cũng không nhiều lắm, cái tốn kém ta không nhiều lắm. Cho nên chúng ta không phải chạy theo nó mà làm cho cái tâm chúng ta khổ nhiều. Tức là biết được cái chỗ này và nhìn trở lại chỗ này nữa, chúng ta thấy ta thay đổi. Đó là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên chúng ta tiến cái bước thứ hai là tâm chúng ta được yên tĩnh. Cái tâm ta được yên tĩnh, cái này nó gọi là qua mạng Thù Sa này. Mạng Thù Sa là cái tâm yên tĩnh. Cho nên nó có hai cái trạng thái tâm để tu hành này nữa. Tâm chúng ta an vui mà không cần ngoại cảnh. Tâm chúng ta yên tĩnh để chúng ta tới với đạo. Tới với đạo bằng cái tâm yên tĩnh. Cái tâm an vui và cái tâm yên tĩnh này.
Ta nói từ cái chỗ cái tâm an vui và cái tâm yên tĩnh này đó là sao? Nó tạo thành hai cái lực mà tu hành ta. Cái này ta gọi là pháp hỷ thực và thiền diệt thực. Tức là hai cái mà nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta đây đó, một là pháp của Đức Phật, hai là thiền. Thiền tức là tâm chúng ta yên tĩnh. Ta nói tâm chúng ta yên tĩnh mà yên tĩnh ở trong pháp của Đức Phật. Ta nói yên tĩnh trong pháp của Đức Phật đó, cho nên chúng ta mới thấy hằng xa vô số chư Phật này. Tại khi mà ngồi thiền xuống, tại vì có kinh rồi, cho nên ngồi thiền xuống đó, ngồi yên trở lại đó, không làm gì nữa hết đó, thì tâm chúng ta thấy vô số Phật. Tâm chúng ta thấy Phật, từ Phật này, Phật kia, Phật nọ hiện ra trong tâm chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu đó, quý vị nghiệm lại thấy. Cho nên tâm của chúng ta mà được an vui và tâm chúng ta được thanh tịnh, đau nhất ở trên cuộc đời này cho đến cái người mà sung sướng nhất ở trên cuộc đời này, cái chỗ này nó cùng cực của khổ đau và cùng cực của sung sướng. Cho nên bảo là từ địa ngục A Tỳ tức là cùng cực khổ đau, lên tới trời hữu đảnh là cùng cực của cái sự sung sướng. Trong kinh của Đức Phật ấy, là hầu hết là diễn tả cái này, là tại vì Đức Phật đã từng thuyết pháp cho vua chúa nghe, phải không? Mà từng thuyết pháp cho những người làm thuê ở mướn, từng thuyết pháp cho những đám trẻ con chăn trâu, cái nào có đủ hết. Chúng ta đọc hết kinh của Đức Phật rồi chúng ta thấy mỗi một kinh Đức Phật nói trong một hoàn cảnh khác nhau. Thì cái này đó, thầy nói là từ cái khổ đau nhất ở trên cuộc đời này cho đến cái sung sướng nhất ở trên cuộc đời này, thì nói gộp trở lại đó là sanh tử luân hồi khổ não vô lượng. Thì quý vị thấy đó, cái người mà cùng cực của sung sướng đó, hưởng hết phước rồi sao? Đọa xuống, phải không? Rồi những cái người mà cùng cực của khổ đau này, hết cái kiếp đọa đài địa ngục này đó, thì chúng ta lại tái sanh lên làm người. Tức là ở trong sáu đường sanh tử này, trong sáu đường sanh tử này đó, luôn luôn luân chuyển. Từ cái nghèo nhất rồi lần lần trở thành giàu nhất rồi trở thành xuống nghèo nhất cái này. Từ cái sang trọng nhất này trở thành cái hèn hạ nhất, rồi cái hèn hạ này lần lần lên, luôn luôn thay đổi. Mỗi một kiếp người luôn luôn thay đổi. Thành ra ở trong kinh á, thì Đức Phật dạy chúng ta nó tất cả những cái này. Bây giờ đã tâm chúng ta yên tĩnh rồi, chúng ta mới quán sát lại từng việc một mà Đức Phật đã nói trong suốt 49 năm thuyết pháp của Ngài. Thì thầy bắt đầu thầy quan sát cái này đó, thầy nói cái này là kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa của Pháp Hoa này. Nó khác với các cái định khác đó, mà khi ngồi thiền rồi không biết gì nữa hết, phải không? Còn cái này đó, ngồi thiền rồi đó, thì tất cả những cái lời dạy Đức Phật trong kinh vô lượng nghĩa này đó, nó hiện ra trong tâm chúng ta. Tại là tâm chúng ta rọi qua vô lượng nghĩa đó, thì nó sáng cho chúng ta rồi. Sáng lên cho chúng ta rồi đó, thì chúng ta nhìn ta thấy bức tranh của cuộc đời này. Ta nói bức tranh của cuộc đời, ta nhìn ta thấy rõ mặt từng người một. Ta nói người tốt, người xấu, người nên gần, người nên tránh, tất cả những này. Cái quan trọng nhất của người tu Pháp Hoa này. Cho nên chỗ này bảo là từ địa ngục A Tỳ tới trời hữu đảnh. Rồi lúc bây giờ chúng ta thấy cái gì nữa? Thấy Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa vàng nhân thiên này. Ta nói Phật này đối với ta là ai? Tức là Phật Thích Ca, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, người đó, thì cứ nghĩ Phật cũng là con người. Cho nên trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói trời người và A-tu-la cứ nghĩ rằng ta xuất thân từ cung dòng họ Thích, rồi đến cội Bồ Đề gần thành già gia mà thành vô thượng giác. Tức là từ một con người rồi tu lên thành Phật đây, phải không? Kinh Pháp Hoa không thấy như vậy. Tại nếu làm con người tu lên làm Phật á, thì tại sao từ khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn tới giờ không ai làm Phật hết? Hồi nãy chưa có ai hết mà Đức Phật làm Phật được. Thì bây giờ Ngài đã dạy hết cho mình cái cách làm Phật rồi mà không ai làm hết thì sao vậy? Cho nên theo Kinh Pháp Hoa nó dạy khác.
Chúng ta thấy cái này khác nhé. Tức là Phật ra đời, thành ra chỉ có Đức Phật ra đời. Ra đời tức là Đức Phật mà sanh trở lại trong loài người chúng ta đó. Cho nên cái này là Phật. Vì vậy đó mà các Phật tử mình nhìn kỹ lên, thấy Đức Phật của mình đó, là con người, nhưng mà không giống bất cứ người nào trên cuộc đời này hết, phải không? Cái con người đặc biệt nhất là chỗ này nè. Ngoại hình thì rất dễ coi, bảo là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đầu óc thì rất là thông minh, chưa học đã biết rồi. Sức khỏe thì hơn tất cả mọi người. Nói ba cái điều này thôi thì chúng ta thấy khác hơn mình rồi. Rồi trong cái lúc đó nữa sao? Cái lòng thương người của Đức Phật nó vô cùng vô tận. Cũng là người, nhưng mà bây giờ ta quan sát kỹ rồi ta thấy người này không giống nhau nè. Hai con người đó mà Đề Bà Đạt Đa cũng là vương tử, Đức Phật cũng là vương tử, mà hai ông vương tử này đã hoàn toàn khác nhau. Ông này thì hiền lành bao nhiêu thì cái ông này hung ác bao nhiêu. Ông này luôn luôn là cứ ganh tị, Phật á, thì luôn luôn nhường nhịn. Hai này khác nhau, cái thái độ này khác nhau đấy chứ. Người nhưng mà có giống đâu. Ta người nhưng mà không ai giống ai hết chỗ này. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta nói đây là Phật. Đây là Phật ra đời, đây là ác ma ra đời. Hai cái này, hãy có Phật thì có ma. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, nếu mà có tu thì có ma khảo. Nên các Phật tử phải hiểu cái chỗ này. Có tu thì có ma khảo. Tại vì mình tu nên thì nó mới khảo mình chứ. Còn mình không tu nó khảo mình chi? Mình cùng đi theo với nó hết thì sao nó khảo? Tại bây giờ mình tu tức là mình khác hơn nó đi, ngược lại đi, cho nên nó khảo mình chứ. Nếu mà ở trong gia đình hai vợ chồng sống với nhau như vậy đó thì bình thường, phải không? Nó đâu có khảo. Nhưng bây giờ cái ông chồng này muốn tu, phải không? Thì coi chừng bà vợ khảo này. Bà vợ này muốn tu nữa, coi chừng ông chồng này khảo này, phải không? Tại mình có tu nó mới khảo. Còn mình cùng sống với nó thì nó có khảo mình đâu. Tại mình tách rời ra. Cho nên Đức Phật nói là tất cả mọi người mình thì đều có cái quan trái với nhau hết. Cho nên sanh trên cuộc đời này gặp nhau rồi mới kết hợp, mới sống với nhau như vậy đó. Nhưng mà có một người nó muốn bứt phá ra đi, tức là muốn bỏ mà ra đi, phải không? Tức mình muốn tu, muốn thoát ly cái này nè. Thì cái trường hợp cái quan gia này nó đâu cho mình đi đâu, nó phải cản trở. Cái này đương nhiên. Cho nên có tu thì có ma, ma khảo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ma khảo mà mình quyết chí tu đó, thì cái này lần lần mình mới vượt lên được. Cho nên nhìn kỹ rồi mình thấy đây là Phật ra đời. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta quan sát đó, ta coi, ta thấy coi ở đây ai là Phật ra đời. Cái người mà giả Phật thì cái này nhiều, phải không? Còn Phật thiệt cái này rất ít. Rồi kế đó nữa là chúng ta thấy các vị Bồ Tát ra đời. Các vị Bồ Tát đó, tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình, cứu khổ ban vui, thành tựu lục độ vạn hạnh, trụ bực bất thối. Đây là các hàng Bồ Tát. Cho nên ta nhìn rồi ta mới thấy ở trong xã hội này đó, có những cái ông vua mà rất hiền lành, có những ông quan mà rất trung thực, phải không? Có những cái người đó, trưởng giả mà rất thương người đó. Trong đời Đức Phật chúng ta thấy đó. Thành ông trưởng giả rất thương người, đây là ông cấp cô độc này, ở trong đời Đức Phật có. Thành ra những ông vua mà rất là tốt, như vua Ba Tư Nặc chẳng hạn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói đó là các vị Bồ Tát đó. Các vị Bồ Tát hiện ra đời để trợ hóa cho Đức Phật. Cho nên bây giờ trên bước đường tu của chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thấy ai là Bồ Tát đây. Cho nên ta nên gần gũi, thân cận, làm quyến thuộc với các vị Bồ Tát này. Nó dễ hiểu là người tốt. Ta phải nhận cho ra được những người tốt trên cuộc đời này mà ta hợp tác, ta làm bạn với họ. Chứ không ta làm ác ma thì ta chết.
Cho nên ác ma nhiều hơn và Phật ít hơn, Bồ Tát ít hơn. Nên đây ta mới nói Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng mà, thành ra ma nhiều hơn. Đấy. Cho nên chúng ta cẩn thận.